Xin được chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Bình Chánh. Thì hôm nay Hương cũng sẽ review đến cho quý anh chị mình một căn nhà siêu phẩm, siêu đẹp, siêu sang. Giá thì lại nhích lên 1 tỷ xíu thôi anh chị ha. Sổ hầm riêng, pháp lý thì minh bạch rõ ràng. Quý anh chị hãy dán đồng hành với Hương đến cuối video để mình có thể xem tổng quan chi tiết về ngôi nhà. Giờ thì Hương uống mời quý anh chị mình xích ra ngoài để mình có thể coi được cái đường xá như thế nào nha. Hương xin mời. Hiện tại thì Hương đang có mặt trên con đường là rộng tầm khoảng là 4 mét. Cái đường này thì xe hơi nhỏ nhỏ mà có thể di chuyển vào được tới bên đây anh chị ha. Và thuận tiện nhất đó chỉ có là chiếc xe máy hoặc là đi xe ba gác thôi. Tại vì mình vào đây được nhưng mà mình không có chỗ cho mình quay đầu. Nhưng mà đường của mình là đường 4 mét lận anh chị. Đó, nếu như mà ta lái mình cứng cứng tí á, mình ve ra thì vẫn được anh chị ha. Và cái ngôi nhà này được tọa lạc là nằm rìa của bên hông khu tái định cư Long Phú. Thì từ đầu đường quốc lộ 50 mà quý anh chị mình di chuyển vào bên trong ngôi nhà thì chắc đâu đó tầm khoảng là 400 mét thôi. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng, dân cư thì ở rất là đông đúc luôn. Đây là mẫu nhà mới hoàn toàn 100% bên đơn vị Hương vừa hoàn thiện xong anh chị ha. Và bên trong ngôi nhà thì với một cái công năng là ngang là 3m8 và dày vào thì tới tận là 10m. Đó, quý anh chị mình có thể là quan sát à. Thì trước mặt ở ngoài mặt diện thì bên đơn vị Hương sẽ trồng cho mình là hai cái cây kiểng, cây cọ dừa nhìn rất là đẹp luôn. Và cái cửa bảo vệ cho ngôi nhà mình đó là một cái lớp cửa kéo nhìn rất là chắc chắn và dày dặn anh chị ha. Mình có một cái sân nhỏ nhỏ ở đây nữa nè, nó rất là tiện luôn. Đó, cho quý anh chị mình có thể là đậu xe máy ở khu vực này. Có bông hoa giấy nè, lá cẩm thạch rất là đẹp và sang anh chị ha. Có một cái chậu kiển nữa, còn gì bằng. Đây là một mẫu nhà với một cái mức giá chỉ có là 1 tỷ 290 triệu thôi. Còn thương lượng trực tiếp ngay và chính chủ. Sổ hồng riêng, pháp lý thì minh bạch rõ ràng, sổ thì đã có sẵn. Có thể mình đi công chứng trong ngày anh chị. Và bước vào lớp thứ hai sẽ là một lớp cửa 4 cánh bằng sắt sơn đỉnh điện vô cùng là dày dặn và chắc chắn. Thì bên trong bên đơn vị Hương cũng đã set up nội thất cơ bản cho quý anh chị rồi. Quý anh chị mua mẫu nhà này thì bên đơn vị Hương sẽ tặng toàn bộ lại hết cho quý anh chị luôn ha, không lấy gì hết. Đó. Thì ngôi nhà này á thì ở trần trên của mình thì cũng gắn cho mình một cái ống đèn pha lê nhìn rất là đẹp và sang. Tường thì mình cũng dán cũng rất là sạch sẽ anh chị nha. Đây là bộ ghế để tặng lại cho quý anh chị mình luôn. Gạch nền của mình là gạch 50, nhìn xích úp cũng rất là sang cho không gian phòng khách của mình. Và tiến thẳng ra sau thì sẽ là một cái không gian nhà bếp. Khu vực bếp đây thì lắp đặt sẵn cho mình là tủ bếp trên và tủ bếp dưới. Mặt đá hoa cương dày dặn chắc trắng, không gian nấu nướng cũng là ốp lát sạch sẽ. Bồn inox 304 khu vực này. Và chủ nhà có nói với Hương là sẽ tặng lại hết toàn bộ cho quý anh chị luôn. Và giá sẽ không thay đổi, chỉ có là 1 tỷ 290 triệu anh chị ha. Và còn được thương lượng bớt lọc cho gia đình mình nữa. Nhà vệ sinh thì nằm ở khu vực này nè anh chị. Thì cũng đầy đủ hết rồi. Tiện nghi cơ bản cho mình sinh hoạt. Thì nếu như mà gia đình mình đang tìm một ngôi nhà giá rẻ mà tài chính mình hơi thấp thì bên đơn vị Hương vẫn hỗ trợ cho mình vay vốn ngân hàng nha. Chỉ cần thanh toán cho bên Hương tầm khoảng 700 triệu thôi là quý anh chị mình có thể xách vali dọn đồ và ở rồi. Còn bao nhiêu thì bên Hương sẽ hỗ trợ cho mình là vay vốn ngân hàng. Và mình sẽ mở được cái cửa sau nữa, rất là thoáng và mát. Ở khu vực sau đây là một không gian nhà vườn của người ta anh chị ha. Của mình thì ra tới mí này thì hết rồi. Nhưng mà ở xóm này rất là thân thiện, dễ thương nên người ta cho mình mở ra luôn. Tới đây tới cái mí này là hết rồi. Còn mí của đó của người ta thì mình ở sinh hoạt cũng rất là tiện. Và con đường này sẽ cho quý anh chị mình bước lên trên. Ở trên sẽ cho mình là hai phòng và một nhà vệ sinh. Giờ thì em Hương Ú mời quý anh chị mình di chuyển cùng em. Với một căn nhà diện tích ngang 3m8 và dài 10, sổ hồng riêng, thiết kế bên trong rất là căng bằng và tặng nội thất hiếm hoi lắm mới có một căn nhà. Quý anh chị mình đừng bỏ lỡ cái video này nha, tiếc lắm. Hãy dành cho Hương uống một ít thời gian để mình có thể về trải nghiệm thực tế. Thì khu vực này sẽ là cái phòng ở trên tầng 1, có cửa sổ cho mình mát nè. Trần ở trên sẽ là trần đóng la phong, ở dây chờ đồ đã full và đầy đủ cho đình mình luôn. Ở khu vực này sẽ là không gian nhà vệ sinh thì vẫn đầy đủ hết thiết bị tiện nghi ở cơ bản gia đình mình sinh hoạt anh chị ha. Và tiến ở đây thì sẽ là một cái phòng lớn, phòng này mình có thể làm phòng thờ hoặc là phòng ngủ thì theo nhu cầu của mỗi quý anh chị ha. Có cửa sổ thoáng mát luôn. Và tiến ở đây thì sẽ cho mình là một cái ban công rộng rài xuyên suốt. Ở đây về thì quý anh chị có thể để một bộ ghế đá ở khu vực này và cái bàn nữa.
Đó, buổi chiều về gia đình mình nó có thể nhâm nhi uống nước chè ở khu vực này rất là thoải mái anh chị. Ở đây vẫn trồng cho mình những cái cây chậu kiểng nè. Khu vực ở đây thì dân cư thì ở rất là đông đúc anh chị ha, sầm uất lắm. Về để ở không có sợ bị buồn và bị vắng luôn. Và giờ thì quý anh chị hãy di chuyển cùng Hương Ú tiến về khu vực nhà dưới. Hương một lần nữa sẽ trao đổi về thông tin chi tiết ngôi nhà rồi Hương cũng sẽ kết thúc video thôi ạ. Và nãy giờ thì quý anh chị cũng đã quan sát sơ ở chi tiết về ngôi nhà rồi. Giờ thì cho em Hương Ú một lần nữa trao đổi lại ạ. Nhà mình thì nằm trong khu tái định cư của Long Phú, nằm rìa bên hông anh chị ha. Thì một cái khu dân cư ở đây thì ở rất là đông đúc luôn, cũng đã quy hoạch hết bài bản cho quý anh chị. Khi mình về đây sinh sống mình cũng yên tâm nữa anh chị. Và đây là mẫu nhà mới hoàn toàn đạt đâu đó khoảng là 90% rồi. Và bên trong ngôi nhà thì bên đơn vị Hương cũng đã set up toàn bộ nội thất cơ bản cho quý anh chị. Bước vào trong nhìn rất là đẹp và sang anh chị ha. Và giá tổng của nó chỉ có là 1 tỷ 290 triệu, còn thương lượng nhẹ bớt lọc ngay và chính chủ. Sổ thì đã có sẵn luôn, có thể cho quý anh chị mình đi công chứng trong ngày. Và nhà mình là nhà hướng đông, những quý anh chị đang tìm phù hợp hướng đông thì cũng hãy dành cho Hương để mình có thể về đây trải nghiệm thực tế nha. Và giờ thì em Hương cũng xin được phép kết thúc video tại đây. Chúc quý anh chị mình mau tìm được căn nhà ưng ý ạ. À.